ơn giời cậu đây rồi. Không hiểu là muốn nói về cái gì, giống như là mở một cái cửa ra xong rồi phát hiện ra một người này ngồi trong đó, rồi là giống như là ôi giời ơi, cậu ở đây rồi. Đồ này là hiền dữ lắm, mặt mày vậy là thấy không hợp rồi đó. Đồ này giống gái quê quá hả? Rồi mình làm gì với bộ đồ này đó trời? Trời, phải chi mà đi diễn thời trang mà được mặc bộ đồ này diễn là tung tóe sướng luôn. Mà mặc bộ đồ này là không biết diễn cái vai gì đây nè. Chút ra gom hết thị nở, tấm cám chỉ thèm diễn gom lại một cục được. Thưa quý vị, bây giờ sẽ là phần thi thứ tư. Ngọc Lan không biết sẽ hóa thân vào nhân vật gì và trong hoàn cảnh nào. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Xin chào bạn. Đây bạn đứng đây, bạn đứng ở đây. Bạn mặc bộ đồ như này thì bạn nghĩ là bạn đang sẽ vào nhân vật gì ạ? Em nghĩ chắc là tại vì em hay đóng mấy cái da đanh đá, em nghĩ chắc cho em đóng thị màu. Có điều gì đó bí ẩn đang chờ đợi bạn đằng sau cánh cửa. Bây giờ là lúc bạn hãy mở cánh cửa đến với phần thi của mình, mời bạn. Em đứng im lên nửa tiếng nữa đi. Sẽ có người chết trước mà chết trong tức tưởi. Nãy giờ chuẩn bị tốt chưa? Cái gì hả? Ủa cái gì vậy? Mấy bây giờ anh không tạo áp lực cho Lan ha, hai anh em mình nói chuyện chút đi. Em thấy Lan mặc đồ này đẹp không? Để em ngắm lại từ đầu đến cuối. Đẹp. Em nhận xét như vậy là thôi cho vô đi, cho vô đi, cho vô đi. Tôi bắt đầu đếm từ 1 đến 3 để bạn mở cánh cửa. Nhưng tôi xin nói với bạn rằng tất cả những gì vừa diễn ra thì vất vả cho một số người. Và tất cả sự vất vả, thậm chí là có một chút tức tưởi, sẽ dồn hết lên bạn. Hoặc là cuộc sống nở hoa, hay là cuộc đời bế tắc. Mời bạn cố gắng lên em. Mọi người luôn bên cạnh, mọi người vỗ tay để cho em vào. Trời ơi, quá ngoan. Tắm ra về đó hả? Chị Tám. Chị Tám sao không chị? Đi đâu mà lâu dữ vậy? Chị Tám đi đâu mà để em ở nhà? Mẹ em thở như trâu. Chị đi không được bình thường nè. Mẹ đi đâu? Tao kêu mày đi đâu? Dạ con đi. Đi đâu? Đi mò cua. Tao kêu mày á là phải đi mò tôm mò tép. Thì kêu mò cua là cái gì? Giận cá chém thớt. Chị Tám vô đây. Vô. Chị đi đâu về vậy? Đi mò cua. Trời, hết con mò mò cua kẹp thấy bà. Vô đây coi. Ui đâu. Mẹ, con nghe mấy đứa đồn là chị Tắm đi, tránh ra coi. Nghe nó đồn là chị Tắm đi chơi với trai. Mày chơi cái gì? Tao giận là mày cười hả? Con cá gì đâu kỳ cục. Để con coi có con tép được không nha, để con coi con tép được không nha. Đâu? Tép, nếu mà có bằng cua mà tép là phải có cua tép chứ. Trời ơi, không có cái gì hết trơn á trời ơi. Ê trời ơi, chết rồi, chết rồi. Đúng rồi, con cua này của nước nào trên thế giới vậy? Trời, kêu áo mưa không bao giờ đi mưa. Thấy chưa con nói mẹ nghe rồi, giờ đi với trai mà mẹ đâu có tin con. Chị Tắm là ác độc lắm, không có tốt như trong chuyện có tích đâu.
thiệt ra thì là đi đi mò cua xong rồi gặp gặp ai? Gặp cái anh đó ở trên đường á. Trời, vậy là cho thẳng tay vậy đó hả? À, cho gì? Chứ nè, con cua nào đây? Cái mình ai đưa? Ai đưa cho mày? Mò ra. Mày mò hết cho nào? Mò ở dưới mương. Phản khoa học. Ở dưới mương này có dông, dèo, cá, đá, cát. Làm gì dưới mương nào có bịch cam sàm không? Tại vì nhiều khi là nó... Nhiều khi sao? Nó là hết, ai? Hết hạn sử dụng cho nên người ta không xài nữa, người ta dục. À, nó hết hạn sử dụng. Hết đá là người ta bỏ đúng không? Ừ. Ồ, xài vô bị dị ứng chết. Trời ơi, nó xài rồi hả? Con quỷ. Cái gì mà hết hạn sử dụng mà xài vô không không bị dị ứng? Bỏ đi, bỏ đi. Rồi, cắt vô đi con. Dạ, cắt rồi, giờ sao? Để mẹ bố mình kế hoạch quá vậy đừng. Dạ. Mày cười cái gì? Mày cười cái gì? Tao bỏ cho mày. Mày chưa thấy người phụ đủ là đẹp cho tao sao? Chữ chỉ đi mẹ, chị tác độc lắm. Chị thâm hiểm lắm, chị nham nhở lắm. Bữa chị nói xấu con hả? Nói xấu gì con? Chị nói con là phiên bản bị lỗi của Hồ Ngọc Hà. Chị còn nói là sau này hả, chị sẽ bắt con làm mắm vô hũ, dán mát lên trên Facebook bán mắm cám thúi. Mày con cười đó hả? Có không? Có chứ bộ. Rõ ràng có không? Có. Lại đây, sát vô. Đứng rồi mày. Sát vô. Giống. Trả đây. Giống mày mày. Chồng chỉ còn tính cua hoàng tử của con đó. Cái gì? Mày dám cả gan tơ tưởng tới hoàng tử đó hả mày? Hả? Có không? Có không? Con thấy nè, con đọc thư của chị gửi cho hoàng tử. Cái gì? Tôi viết thơ nè. Có không? Có. Có. Chị gặp chị làm thơ cái gì để con nhớ lại coi. Để con vận động đầu óc nha. À, chị nói là nhà em đêm nay trời trở gió. Rồi mấy con sao rồi nó dính nước nó mờ con đọc không ra. Chị đọc đi. Nè, đọc lại cho tôi nghe ha. Nói cho đàng hoàng. Làm câu thứ hai là câu gì? Nói. Câu đầu tiên là chị nói là nhà em đêm nay trời trở gió. Làm câu thứ hai đó nhớ lại đi. Câu thứ hai là gì? Câu gì? Câu gì? Nhanh lên. Đừng có làm bộ quên đó nghe. Lẹ lên. Nhà em đêm nay trời trở gió. Sao? Em nhìn con chó. Em nhớ anh. Mày làm thế như vậy mà mày cũng làm được thiệt. Tức mình quá đi. Nghĩ sao hoàng tử của con lại kêu bằng nhớ. Thế con làm sao con? Hả? Con luôn hả? À. Con phải làm luôn hả? Con phải làm chứ. Con phải làm con mới được lòng hoàng tử nha mày không? Mẹ mình cùng phe mà. Con cứ làm đi cho mẹ nghe gì mẹ sửa cho nha. Nhà em đêm nay trời trở gió. Ừ. Không anh thôi nhìn đỡ con chó. Nè, tôi nghe đồn là... Khoan, gì? Sao? À, không ấy, mình lịch sự đàng hoàng, mình cột lại chứ để... Tao thích vậy được không? Chị... Hả? Chị đừng có nham hiểm. Em biết chị tính hại mẹ đúng không? Đâu có. Chị nghĩ là chị làm tất cả mọi thứ để chị hại mẹ con em đúng không? Chị còn trốn gia đình lên Sài Gòn đúng không? Cái gì? Đừng tưởng không biết nha. Nó trốn lên Sài Gòn hả con? Trốn lên Sài Gòn. Nó làm cái gì? Đi làm ăn buôn bán. Rồi xong mà được tiền là bỏ đi luôn. Bỏ nhà này đi luôn đó. Trời đất ơi, tại sao mày tật co gan vậy? Đúng không? Hả? Lên Sài Gòn bán. Lên Sài Gòn mày làm cái gì? Nói. Con biết không cần phải nói nín. Con biết lên Sài Gòn bán cơm đúng không? Nó bán cơm gì? Cơm tắm. Thôi dẹp đi. Dạ hả? Nè, nghe nói là mày muốn gặp hoàng tử phải không? Mày chôn dưới chân giường 4 cái lọ, trong đó là có quần áo của mày đúng không? Có đúng không? Dạ đúng. Mày mang dài size mấy? 7.5. 7.5 à? Trời, dài gì size 7.5? Dài bên Pháp hả? Con size mấy vậy con? 15. Mày chân trâu hả? Thì chắc chỉ có trâu mẹ mới đẻ ra trâu con thôi. Trời ơi, không dễ sợ luôn. Mày im. Không dễ sợ. Sợ. Sợ đi. Mẹ ơi, mình cùng phe. Dạ, bên kia kìa, chị tắm cho đi từ sáng tới giờ. Sao?
Có đúng vậy không? Thiệt ra là không phải là giấu quần áo dưới chân giường, mà là giấu cái khác xong rồi cái được hô biến ra thành đồ. Chứ không phải là giấu đồ. Mẹ, sao con? Ý nó nói là ông Bụt á. Ông Bụt à? Mà con thấy á, con Tắm nó xin ông Bụt cái gì ông Bụt cũng cho, mà sao hai mẹ con xin trả bao giờ ông Bụt cho? Chắc là ông Bụt quen với nó thôi. Quen là quen sao? Ừ? Bà con. Con còn nghe nói á, là chỉ nuôi cá bóng là chỉ đi làm thịt đó. Cái gì? Nuôi cá bóng à? Thiệt, chỉ keo bóng không bao giờ nó lên ăn, chỉ có con keo nó mới lên thôi. Con keo lên, thử keo đi, không bao giờ lên đâu. Tám. Dạ. Lại kêu cá bóng của con lên cho mẹ coi coi. Trời ơi, kêu đâu ra trời. Kêu cho lên nha, không lên là chết với tôi à. Nha. Keo đi, nhớ cậu đó không? Bóng bóng bang bang, lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta, chớ ăn cơm hẩm cháo quan nhà người. Nó kêu bóng nghe. Dạ, kêu bóng lên giờ đó. Lên coi nhìn đó, dưới thấy cá mập không nhỉ? Lên giờ đó, lên bờ luôn giờ đó. Đâu bóng đâu? Vậy không có nhìn nè, thắc mắc cái này á. Lạ quá. Không có gì lạ hết trơn á. Tao lo làm ăn quá mà. Có con phải lo cho con chứ. Thời giờ đâu, đâu có thời giờ đâu. Quát sao? Đây là lông măng mà. Nhìn hoài chắc chết quá. Mẹ, chỉ là chị lén lút mà chị chuẩn bị chị lấy đồ để chị đi chơi với hoàng tử đó mẹ. Vậy à? Được, để mẹ. Nè con, đi tới dự hội á thì không phải là chuyện đơn giản. Ngoài chuyện gặp hoàng tử ra thì con phải biết ca vũ gì đó thì hoàng tử mới tiếp con, hiểu chưa? Cám, làm việc đi con. Em nghe mấy bạn đồ mà chị ca hay lắm phải không? Chị ca cái bài gì mà mới ra, bài gì mà yêu lắm, thương lắm mà xa lắm, hôi lắm gì chưa tắm đó. Cái gì vậy? Chị ơi, giờ hát bài khác thì bà đã xưa rồi. Rồi, hát bài nào cũng được. Mình hát cho hay nha. Mình phải hát nhạc trẻ thơ. Rồi, trẻ thơ. Mình... hát hay lắm á. Hát hay rồi. Lắm. Khỏi đi cái đó biết rồi, biết lâu rồi. Hay lắm á. Vô. Hát bài chị ông nha. Dạ. Hát bài chị ông. À muốn gì cũng được mà. Trời ơi, hát về mẹ đó. ông chúa. Vô. Chị ông nào nào nào, chị bay đâu đi đâu. Chú gà trong mưa giây, ông mặt trời thức dậy. Trên những vườn hoa em đã thấy chị bay. Bé ngoan của chị ơi, hôm nay trời nắng tươi. Chị bay... quên lời. Chị hát hay ghê luôn hả? Thôi, tới giờ rồi mình phải đi. Thôi mình đi. Đi vũ hội. À, con muốn đi vũ hội không? Dạ muốn. Chào mẹ chút nha. Trời ơi, dáng mẹ chuẩn quá. Hôm qua em Cám của con á, nó nghịch làm sao mà nó rớt cái bịch mè đen với lại hộp é đó, nó trộn lộn với nhau. Bây giờ con ngồi con lựa ra một bên là mè đen, một bên hộp é đi. Trời ơi! Đi. À, lựa xong đi. Rồi á, được đi dự hội nha. Dễ quá mà. Khó quá, mình bỏ qua đi, mình chơi cái khác đi. Dạ, mẹ. Con nghĩ sao vậy? Mẹ, mẹ qua ghế mẹ ngồi đi. Ừ. Chị đứng lên đi. Đó, bước đây đi chị. Thôi, lỡ rồi cho cá ăn luôn. Bóng bóng bê đê. Ê, bóng gì vậy? Bóng bóng bang bang, lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta. Wow. Chà. Trời ơi. Hả? Sao đẹp quá vậy? Cá, quay lên này không? Con gọi này đẹp ngang tao à. Bóng rồi bóng. Hồi đó. Chị thêm chiếc chữ cá đi bà con, tao tưởng em bóng thiệt. Cá bóng. Hồi đó, mỗi lần mà chị kêu em lên á, nhan sắc của em nó ngang ngửa chị đó. Ừ. Mà sao bây giờ nhan sắc của em nó kinh khủng vậy? Em thấy mình ngang ngửa quá cho nên em đi sửa cho nên nó hơn chị đó. Đi bơm môi nè. Em bơm môi. Bà Tắm nó nghe nè. Gì? Tại sao vậy Tắm? Hả?
Tại sao em đưa cái gói thuốc sổ cho chị cho cả mẹ con nó uống chưa? Cho chưa? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Đưa gói thuốc sổ cho uống mà để đi sổ, để khỏi đi dự hội, uống chưa? Thì da con Tấm mà sao mày ác dữ vậy? Đúng không? Tại vì thấy gì á là hả, làm như là bị sình bụng hay sao á, cho nên là cái bụng lúc nào cũng vậy nè, cho nên phải cho uống nước sổ cho nó sổ ra cho nó hết. Năm nay rồi em nghe thấy câu gọi là quái vật ngâm axit. Từ hôm nay em mới biết quái vật ngâm axit nó xấu như thế nào. Xin mời anh Hoài Linh ạ. Là một diễn viên, tuy nhiên gặp nhiều cái tình huống nó bất ngờ. Và đối với hai người diễn là em thấy là hai người làm hài hết. Một mình em đối phó một người nó đã mệt rồi, một mình em đối phó đến hai người nó càng mệt hơn. Và thật sự ra cái tình huống này nó càng khó hơn. Nếu ảnh là đàn ông thì nó dễ. Còn vô cái tấm cám này á, là trong truyện nó đã Tấm đã bị xử ép rồi. Thành thử ra từ suốt từ đầu cho tới sau là em đều bị xử ép hết. Mà cái xử ép đó mới là cái cần của chương trình. Tuy nhiên với cái phần xử ép đó thì em có cái phần xử lý của em rất là hay. Anh cho cái chỗ này là cái sự nhạy bén nè. Cái thuốc sổ cuối cùng mà đưa ra cái bất ngờ cho em đó là từ Hải Triều, là từ con cá bóng á. Tức là nói là mua cái bình thuốc sổ, Trường Giang hỏi mua để làm gì. Thì em dùng cái bình thuốc sổ đó là em thấy mẹ em cái bụng bự quá, tưởng đó là chắc bị trúng thật hay gì nên dùng thuốc sổ. Cái đó là cái mà anh thấy là cũng rất là cần trong cái sự nhanh nhạy ở trong những cái màn diễn. Và em cũng như anh Chí Tài cũng như Trường Giang đã mang đến cho khán giả những cái giây phút thư giãn rất là thoải mái và những tiếng cười cũng thật là giòn giả. Cảm ơn tất cả các diễn viên và một lần nữa chúc mừng em đã xong phần thi của mình. Thưa quý vị và tất cả các bạn, như vậy là vị khách thứ tư đã vượt qua cánh cửa của mình, đó chính là Ngọc Lan, và những tràng vỗ tay của quý vị dành cho phần thi của Ngọc Lan đã chứng tỏ nhiều điều.